Vina Cho Channel xin mến chào các bạn nha. Thì hôm nay Vina Cho Channel sẽ đưa các bạn đến một nơi cũng khá nổi tiếng ở Hàn Quốc, đó là sông Hàn, tiếng Hàn được gọi là Hanh Kang nha các bạn. Thì sông Hàn ở Hàn Quốc về đêm thì khá mát mẻ và khá lý tưởng cho những cặp tình nhân nha các bạn. Nếu các bạn có cơ hội đến Hàn Quốc thì đừng quên bỏ lỡ sông Hàn về đêm nha các bạn. Ở đây là một điểm du lịch cũng khá lý tưởng về đêm. Thì tới đây thì nếu mà các bạn đi tới đây thì đi cùng tình nhân, được gọi là người yêu đó, thì quá lý tưởng luôn. Ở trên đây thì phía bên chỗ những công viên á, nó có nhiều cái băng ghế. Rồi băng ghế thì không giống, nó làm giống như cái võng gì đó các bạn, để cho những cặp ngồi tình nhân tâm sự, cũng khá là mát mẻ luôn. Thì ở đây Hanh Kang thì vào ngày cuối tuần thì rất là đông nha. Hiện tại mình đi vào thời điểm là 2021 tháng 10 ngày 10 nha các bạn. Thì ở đây thì corona nhưng mà người ta cũng đi chơi khá đông. Thì ở đây về đêm thì người ta ra đây ngóng mà không mát hả các bạn. Thì nói chung thì ở đây thì các bạn thấy không, có những cặp tình nhân họ đem cái mấy cái miếng trải ở đây nè, họ trải họ nằm gì đó cho không mát gì thôi, rồi cùng nhau xem điện thoại lướt mạng gì đó, thấy tình thứ ghê chưa. Thì ở đây thì không phải tình nhân không mà cả gia đình người ta cũng đưa con cái ở đây cho chơi và không mát ăn uống luôn các bạn. Đây có một cặp người Tây, trời ơi nhìn họ tình tứ mà mình héo gan ruột luôn các bạn. Tại vì mình đi một mình thấy mình buồn dễ sợ luôn các bạn. Ok, thì mình đi tới đây thì tới phía dưới của một chân cầu để bắt qua bên thủ đô Seoul nha bạn. Phía bên kia sông là thủ đô Seoul của Hàn Quốc nha các bạn. Thì hôm bữa mình đi shopping phía bên đó. Thì qua cái cầu thiếu bên đây thì cái chỗ mà công viên của sông Hàn. Thì tới đây thì mình qua đây mình chia sẻ cho các bạn đôi chút để tham khảo khi đến Hàn Quốc thì đến đây chơi nha. Thì các bạn ơi, khi mà các bạn đến đây chơi thì nhớ đến Hanh Kang về đêm nha các bạn. Nếu các bạn đi từ lối mà ra Hanh Kang thì các bạn đi từ lối 7 giờ tối thì rất là ok nha. Thì các bạn đi thì các bạn có thể là đem thêm một miếng chải để các bạn chải ngồi và mua đồ ăn, ngồi ăn uống. Chẳng hạn như đem ghế như vậy nè, thì mình ngồi cũng ok. Thì ở ngoài này nếu mà mình không đem ghế và miếng chải thì lại khoảng chỗ bãi đậu xe số 1 thì lối xích lê đằng kia thì nó có bàn và ghế võng cho mình ngồi miễn phí nha các bạn. Thì ở dưới sông Hàn này thì mình ra đây thì mình không cần phải đem đồ ăn theo nha các bạn. Thì ở dưới đây nó có bán tất tần tật đồ ăn luôn nha các bạn. Từ đồ ăn, thức uống, tay ta đều có luôn nha các bạn. Đây, các bạn có thấy không? Đây là khi mà mình đậu xe chỗ bãi đậu xe số 1 thì mình lội dài đây khoảng 50m thì nó có để bàn như vậy, khá sạch sẽ luôn nha các bạn. Người Hàn họ rất là có ý thức. Thì thí dụ như mình ngồi ăn xong thì mình tự dọn dẹp, ở đó có thùng rác thì mình tự dọn dẹp và mình lấy giấy giấy mà lau tay á, mình lau cho sạch bàn để cho người khác đến ngồi ăn nha. Ở đây thì nó làm dàn đèn ở đây cho các trẻ vui chơi và người lớn có thể chụp hình, chụp ảnh và dạo chơi nha các bạn. Ở đây, ở dưới đây thì nó có, nó không bán phía trên bờ giống như ở Việt Nam mình. Ở đoạn này thì nó bán ở dưới mấy cái bè phía sông nha các bạn. Ở trên đây thì nó làm nhiều cảnh đèn lắm để cho mọi người thích chụp ảnh lưu niệm thì chụp nha các bạn. Thì ở dưới mé sông thì nó làm một cái bè rất là lớn các bạn ạ. Thì ở đây thì nó cũng có một bãi tàu, một bãi cầu tàu để đi mình xuống dưới mình ăn uống và mình ngắm cảnh hóng gió các bạn. Nó cũng giống như là bến Bạch Đằng ở Sài Gòn của mình vậy đó, hay là ở Đà Nẵng cũng vậy. Thì nó có cái bến tàu để mình đi xuống đó mình ăn uống và du lịch ngắm cảnh nha. Còn ở đây thì nó cũng có cách khoảng là 50m là nó có một bãi tàu, cái bè để bán đồ ăn tất tần tật, bán 24/24 để thức ăn đồ uống rồi đầy đủ ở dưới đó nha các bạn. Thì ở đây thì trên bờ có bà cô bán đồ chơi cho trẻ em nè, để phục vụ nhu cầu cho các cô bé và chú bé, chẳng hạn như đèn nè, rồi đồ chơi đó, vân vân tất tần tật.
Thì ở đây thì tới đây thì cháu mình nó cũng bị dính kèo, là một cái chum chấm nè, một cái nón đội nè, chị dâu mình cũng mua luôn một cái đèn trái tim luôn đó, cuối cùng mình lấy mình xí soạn luôn á các bạn. Người đứng cầm cái đèn trái tim là mình đó các bạn, để mình đứng camera chút cho nó hứng thú nè. Lúc này là mình đang giỡn với nhỏ cháu, mình chơi cái kiểu như 1 2 3 giáp đó các bạn, thấy không, mình đang giỡn với con cháu của mình. Còn phía bên phải thì ở dưới có cái bè, thì ở dưới đó là mình muốn ăn uống xuống dưới đó ăn uống cũng được, hay là mình mua mình xách lên mấy cái bàn phía trên bờ mình ăn cũng được nha các bạn, hoặc là mình mua ở đâu đó mình xách lại đó mình ngồi mình ăn, cái đó là bàn free, bàn để cho mọi người mua đồ ăn lại đó ngồi ăn nha các bạn, cho nên là mình mua ở đâu mình xách lại đó mình ngồi ăn cũng được. Còn ở dưới cái cầu tàu kia thì cái gì nó cũng có bán nha các bạn, mình không cần phải xách đồ ăn ở đây. Thì các bạn đừng ngại là ở ngoài này chắc đồ ăn nó bán mắc lắm nên là mình phải mua đồ ăn ở nhà mình xách lại, các bạn đừng nghĩ vậy. Nó bán cũng rẻ như ở ngoài thôi, bên hàng nó bán không có chặt chém nha các bạn. Có mắc hơn đi nữa thì cũng mắc hơn 100-200 đồng thôi chứ không có nhiều nha các bạn. Thì tới đây thì nó cũng có là một dàn đèn hiệu trái tim, thì ở đây mình rất là đẹp. Thì mình cũng có đi dạo một vòng ở hàng trái tim này, cảm giác rất là thú vị và nó có chút lân lì là cô đơn nha các bạn. Thì đây mình lội khoảng 50 mét thì lại có thêm một cái cầu tàu nữa. Thì nó ở đây thì nó cầu tàu bán đồ ăn rất là nhiều nha các bạn. Cho nên giống như hồi nãy mình chia sẻ, cho nên các bạn đừng có lo, cứ 50 mét, 100 mét là nó có một bãi cầu tàu như vậy để phục vụ cho bà con. Thì tới đây thì mình tới bãi thứ hai. Thì bãi thứ hai thì mình vừa vọt xuống đây, thì vào mùa corona thì mấy chú cảnh sát đó các bạn thấy không, một cái chú bận đồ bình thường thì cầm cái máy camera, còn cái chú kia thì cầm cuốn sổ để đi tức trực để coi có ai tập tụ đứng từ 4 người trở lên hay không. Nếu mà tập tụ từ 4 người trở lên thì cái chú đi trước thì cầm máy ảnh chụp cái cắt, chú đi sau thì cầm cái sổ lại ghi ghi chép chép rồi đóng tiền phạt nha các bạn. Nó cho chơi nhưng mà nó không cho tụ tập lại một nhóm 4 người nha các bạn. Các bạn chú ý đi, toàn là đứng từ 2 người hoặc là 3 người trở lại thôi. Thì có đi đông đi nữa thì cũng chia ra 2 nhóm ngồi, chứ không có được ngồi chung. Thì ở đây thì luôn luôn lúc nào cũng có mấy chú cảnh sát đi tới đi lui nha các bạn, để coi có tập tụ đông người vào một chỗ hay không. Thì đây thì mình tới đây thì một điểm thì ngắm cảnh khá lý tưởng luôn, khá mát mẻ. Thì tới đây thì mình chọn xuống đây ngắm cảnh chút xíu và sẵn quay cho các bạn xem luôn nha. Đấy các bạn thấy không, du thuyền. Thì cái du thuyền thì nó chạy từ cái cầu này tới cái cầu kia là nó quay đầu lại nha các bạn. Thì nó quay nó chạy tới chạy lui, cũng giống ở Việt Nam mình vậy đó. Du thuyền ở bờ Bạch Đằng hay là sông Hàn ở Đà Nẵng thì nó cũng vậy đúng không, nó chạy một đoạn rồi nó quay trở lại, nó chạy tới chạy lui cho các du khách ở dưới ngồi ăn và ngắm cảnh hóng mát. Thì ở giống cái sông này thì có một chiếc cano nó gắn đủ đèn ở trên vậy các bạn, nó mở nhạc rất là to luôn các bạn, để cho mọi người ngắm cảnh sông biển và nghe nhạc rất là thơ mộng và lý tưởng. Thì mình lội dọc theo bờ sông Hàn này cũng khá là xa nha các bạn. Thì mình lội khoảng là 200 mét. Thì mình độ khoảng 200 mét thôi chứ không có chính xác nha các bạn. Thì qua cái đoạn này thì mình lội lại tới cuối đoạn của sông Hàn. Thì nó có một điểm trung tâm của sông Hàn, nó có cái chữ Sâu Un, để tới đó để cho mọi người chụp ảnh lưu niệm nha, để đánh dấu là mình có từng tới sông Hàn, Sâu Un của Hàn Quốc, xứ sở kim chi. Thì các bạn mời các bạn đón xem khu trung tâm ở sông Hàn nó có những gì và chữ Sâu Un như thế nào nha các bạn. Các bạn tới sông Hàn thì các bạn đừng người quên chịu khó lội lên cuối mà cái đoạn đường của sông Hàn để chụp hình chỗ mà cái chữ mà Sâu Un nha. Thì nếu mà các bạn chụp hình ở đó thì các bạn đã đánh dấu cho mọi người biết là các bạn đã đến Sâu Un và đã đến sông Hàn rồi nha các bạn. Thì đây là cuối con đường của mà sông Hàn, là công viên sông Hàn nha các bạn. Thì bắt đầu mình sẽ lội lên phía trên chỗ cái chữ Sâu Un rất là lớn, để cho du khách lại đó đứng chụp hình lưu niệm để đánh dấu là mình đã từng đến Sâu Un rồi nhé. Mời các bạn để theo mình để xem ở đó như thế nào nhé. Và các bạn ơi,
khi các bạn ngắm cảnh chỗ chữ Seoul On ở sông Hàn thì các bạn đừng quên bấm subscribe và like ủng hộ cho Vina Châu channel với nhé. Thì các bạn nhớ chia sẻ cho các bạn của mình xem với nhé, để giúp cho Vina Châu có tinh thần làm tiếp video sông Hàn, những khu ẩm thực sông Hàn phần 2 cho các bạn xem như thế nào nhé. Thì các bạn tới đây thì video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn khu ẩm thực ở sông Hàn ở nằm phía sau chỗ cái xứ Seoul này nha các bạn. Thì các bạn đừng quên subscribe để chờ video khu sông Hàn ẩm thực về đêm nha các bạn. Video sau mình sẽ chia sẻ khu ẩm thực của sông Hàn về đêm cho các bạn cùng chiêm ngưỡng và tham khảo, để sau này có đến Seoul thì đến đây thì đi cho nó giáp luôn nha các bạn, để khi mà tới đó cái khu ẩm thực ở đâu mình không biết thì về nước rồi sẽ rất là tức luôn nha các bạn. Ok, đây là chữ Seoul. Thì các bạn ra sông Hàn thì các bạn nhớ đến đây để chụp hình ở chỗ cái chữ Seoul thì nha các bạn. Các bạn không đến đây chụp hình chữ Seoul để đánh dấu mình đã từng đến Hàn Quốc, đến sông Hàn rồi thì rất là tiếc nuối nha các bạn. Ok, sau đây Vina Châu xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại nha.